Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giả chi tiết từng bước một để đi tìm bao nhiêu tiệm cận đứng của đồ thị. Trước khi chúng ta đi tìm tiệm cận đứng thì chúng ta thấy rõ ở đây có căn bậc 2 của x bình phương trừ 1. Như vậy, để cho cái cục này có kết quả có nghĩa dưới căn bậc 2 thì x bình phương trừ 1 phải lớn hơn hoặc bằng 0. Như vậy x bình phương phải lớn hơn hoặc bằng 1. Như vậy x sẽ nhỏ hơn hoặc bằng trừ 1 và x sẽ lớn hơn hoặc bằng 1 sau khi chúng ta đặt căn bậc 2 cho hai bên. Tiếp tục, đối với cục này, chúng ta không thể nào để số 0 dưới đây, có nghĩa là x bình phương trừ x phải khác 0. Thì chúng ta sẽ có x khác 0 và x khác 1. Tuy nhiên, số 0 này nó không nằm trong cục này thì chúng ta sẽ loại x khác 0. Như vậy chúng ta chỉ còn lại x khác 1. Tuy nhiên, chúng ta nhìn kỹ. Ở đây là x bình phương trừ 1. Đây là hằng đẳng thức đáng nhớ. Như vậy chúng ta sẽ có x bình phương trừ 1 bình phương. Và bây giờ chúng ta sẽ tách thành x trừ 1 nhưng với lại x cộng 1. Ở đây chúng ta tách thành x và x trừ 1. Chúng ta biết rằng x trừ 1 ở đây chính là x trừ 1 với căn bậc 2 và bình phương. Như vậy, chúng ta sẽ loại căn bậc 2 x trừ 1 và căn bậc 2 x trừ 1 thì chúng ta chỉ còn lại nhiêu đây? Thì điều này chứng tỏ là cái cục này nó vẫn còn giữ nguyên x trừ 1. Như vậy chúng ta vẫn thỏa mãn x khác 1 và chúng ta loại cái cục này đi. Tại vì nó không nằm trong cái khu vực này. Cho nên trong trường hợp này chúng ta chỉ có một tiệm cận đứng. Như vậy phải là câu D. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.